Một bảo tàng nguy nga đón tiếp hàng chục ngàn lượt khách tham quan mỗi năm, nhưng lại trưng bày hột vịt lộn và sầu riêng. Đây không hề là một trò đùa lố bịch nào cả, mà thực sự có một bảo tàng như vậy để quảng bá nền ẩm thực độc lạ của Việt Nam với thế giới. Ý tưởng dành cho một bảo tàng trưng bày ẩm thực thật ra không mới, nhưng bao giờ cũng khiến du khách thích thú và mong muốn đến tham quan ít nhất một lần trong đời. Vì sao chúng lại hấp dẫn và được nhiều người quan tâm đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Điểm đến đầu tiên trong chuyến food tour bảo tàng ẩm thực chính là bảo tàng những món ăn kinh dị tại Thụy Điển. Nghe qua thì có vẻ không phải là một đích đến hấp dẫn với nhiều người, nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây, ẩm thực trong đây dưới nhiều góc độ trông không hề đáng sợ, mà còn là món khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là tại Việt Nam. Tại sao lại có thể như vậy? Bởi lẽ mỗi người có một khẩu vị khác nhau, với người này thì món A ngon, nhưng với người kia thì nó lại dở kinh dị. Bảo tàng này đã trưng bày 80 loại đặc sản gây tranh cãi như thế đấy ạ. Trong số đó có thể kể đến là hai đại diện của Việt Nam cũng gây tranh cãi tại chính nước nhà: sầu riêng và trứng vịt lộn. Bởi đây là món ăn được nhiều người Việt đặc biệt yêu thích, và có lẽ bảo tàng nên cập nhật thêm món tiết canh hoặc đậm pịa cho nó chuẩn. Phần lớn các hiện vật ở đây đều có thể cầm nắm và thậm chí là ăn được. Tất nhiên, nếu như lá gan của bạn đủ to và bạn chắc chắn rằng mình sẽ không xỉu ngang xỉu dọc với mùi vị hay là hương vị của nó. Có nhiều món không thể trưng bày được nên sẽ được thực hiện dưới dạng mô hình hoặc video giới thiệu sản phẩm. Đa số khách du lịch đến đây đều phải dở khóc dở cười khi kể lại trải nghiệm của mình. Cơ bản vì nó có quá ít, có thể thưởng thức được hơn 80 món ăn. Đa số đều bỏ cuộc sớm vì đủ thứ lý do. Nhưng cũng hiếm ai biết được rằng bảo tàng này được thành lập với một thông điệp ý nghĩa, đó là thông qua sự kinh dị này, mọi người có thể dần thay đổi quan niệm về sự ghét bỏ đối với các món ăn xa lạ, đồng thời tôn trọng sự khác biệt về văn hóa giữa các nước trên thế giới. Ở nhiều quốc gia thì mì ăn liền được xem là món ăn quốc dân, già trẻ, lớn bé hay trai gái đều đã ăn thử. Mì ăn liền của mỗi nước lại có hương vị khác nhau, được biến tấu theo đặc điểm văn hóa của từng khu vực. Mỗi người lại có khẩu vị riêng, nên các hãng mì tha hồ được chế tạo công thức cho những sản phẩm. Nếu ngồi nghiêm túc đếm, chúng ta nhất định sẽ mắt chữ A mồm chữ O khi nhận ra có quá nhiều hãng mì và vô số sản phẩm mì ăn liền. Chỉ tính riêng tại Việt Nam đã có hơn 10 hãng mì nổi tiếng và những hãng nhỏ lẻ khác, nên việc thống kê số loại mì ăn liền dường như là không thể. Nhưng điều không thể ấy đã trở thành có thể tại bảo tàng của Nhật Bản mang tên Momofuku Ando. Đúng như tên gọi của nó thì bảo tàng này được thành lập nhằm tôn vinh ông Momofuku Ando, cha đẻ của mì ly và mì ăn liền. Có thể bạn không tin, nhưng mì ăn liền vốn được sinh ra dùng để cứu đói tạm thời cho những người nghèo sau chiến tranh thế giới thứ hai. Giới quý tộc gần như rất ghét bỏ nó. Có lẽ ông Momofuku thời điểm đó cũng không nghĩ rằng món ăn cứu đói này lại trở thành một món ăn được rất nhiều người ưa thích bởi sự tiện lợi, cũng như trở thành một phát minh có tầm ảnh hưởng trong thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Bảo tàng Momofuku Ando được xem là thiên đường của hội mê mì ăn liền. Bởi đến đây, du khách sẽ phải hết hồn khi chứng kiến bộ sưu tập hàng ngàn loại mì ăn liền khác nhau với đủ các chủng loại và đến từ đủ các nước trên thế giới. Tất nhiên đến đây rồi thì bạn sẽ có thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu loại mì trên thế giới. Ngoài ra, trong bảo tàng cũng có một phòng chiếu phim để bạn có thể hiểu rõ hơn về quá trình nảy ra ý tưởng của ông tổ mì tôm. Ngoài ra, bạn có thể tận mắt nhìn thấy quy trình sản xuất món ăn tiện lợi nhất thế giới trong nhà máy là như thế nào. Bức tường với 7749 loại mì tôm không phải là điểm tham quan nổi tiếng nhất của bảo tàng, mà đó chính là xưởng sáng tạo, nơi du khách có thể thoải mái tạo món mì có 102 trên đời. Bảo tàng sẽ cung cấp những nguyên liệu có sẵn trong mì ăn liền để bạn cho vào, cũng như là nước sôi miễn phí để có thể thưởng thức ngay tại chỗ. Và biết đâu với trải nghiệm này chúng ta lại vô tình tìm ra thiên phú sáng tạo công thức mì ăn liền của mình thì sao? Đến với một bảo tàng ẩm thực với niềm tự hào của người dân Brazil, cung điện cà phê luôn sẵn sàng tiếp đón du khách bất cứ lúc nào. Vào đầu thế kỷ 20 thì cà phê chính là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gần như là anh cả gánh nguồn lợi nhuận khổng lồ cho quốc gia Nam Mỹ này. Bất ngờ thay thì cung điện cà phê được xây dựng với lối kiến trúc như cung điện, ban đầu đóng góp vai trò như là một sàn giao dịch chứng khoán, mà chỉ khác mặt hàng của họ là hạt cà phê nguyên chất. Phải cho đến năm 1950, sàn giao dịch cà phê này mới ngừng hoạt động và chuyển đổi mục đích kinh doanh
thành một bảo tàng để tôn vinh cà phê của Brazil. Cung điện cà phê lộng lẫy cỡ này, vậy ngành buôn bán cà phê tại Brazil trong thế kỷ 20 lộng lẫy tới cỡ nào? Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy câu trả lời ở đây. Bảo tàng có kết cấu gồm 2 tầng, với tầng trên trưng bày dụng cụ lao động với các tranh ảnh mô tả hoạt động của ngành cà phê. Tầng dưới là một quán cà phê mang phong cách hoài cổ để du khách có thể tận hưởng món đồ uống đặc sản của đất nước Nam Mỹ này. Và cũng thật mong rằng Việt Nam trong tương lai cũng sẽ có một bảo tàng tri ân cà phê như vậy, bởi cà phê của Việt Nam cũng rất ra gì về này nọ. Băng qua đại dương, chúng ta sẽ đến với châu Âu, cụ thể là nước Đức với bảo tàng bánh mì. Chắc hẳn với các trải nghiệm bên trên, bạn sẽ nghĩ đến đây là được ăn bánh mì. Đáng tiếc là không có chiếc bánh mì nào là thật cả. Tất cả bánh mì đẹp đẽ ở đây đều chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa. Bởi theo quan điểm của những nhà sáng lập, bánh mì không nên và không phải là món ăn được trưng bày như một cổ vật trong bảo tàng, mà nên là món ăn tươi mới hàng ngày dành cho tất cả mọi người. Thay vào đó, bảo tàng bánh mì sẽ trưng bày 16.000 hiện vật liên quan đến lịch sử của bánh mì, bao gồm 6.000 quyển sách mô tả khá toàn diện về các loại bánh mì trên khắp thế giới. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về món ăn dân dã vừa có chiều sâu này, thì đây chính là nơi dành cho bạn. Tất nhiên, bạn có thể tìm thấy tư liệu về bánh mì của Việt Nam ở đây. Còn muốn ăn bánh mì Việt thì chỉ có thể xách xe ra đường mà mua thôi. Ngoài ra, bảo tàng cũng truyền tải một thông điệp rằng dù ở thời bình hay là kinh tế phát triển thì cũng vẫn có nhiều nơi xảy ra nạn đói và thiếu lương thực. Do đó, nếu có thể, chúng ta hãy tiết kiệm lương thực để mang cơ hội đến với nhiều người hơn. Đã đi qua những nơi trông có vẻ chính chuyên, thì giờ tôi sẽ dẫn bạn đến xứ sở thần tiên. Đứa trẻ nào cũng thích ăn kẹo và có thể la lên phấn khích khi nhìn thấy nhiều kẹo. Đó chính là nguyên tắc trang trí của bảo tàng đồ ăn tráng miệng tại Manila, Philippines. Đây là một bảo tàng gồm 8 phòng, trưng bày theo các chủ đề bánh kẹo nổi tiếng trên thế giới như là bánh donut, kẹo dẻo marshmallow, kẹo mút kèm ốc quế, kẹo cao su thổi bong bóng. Bất kể bạn là người lớn hay là trẻ con, bạn cũng sẽ phải bật cười khanh khách khi nhìn thấy những cầu trượt donut, biển kẹo hoặc là rừng kẹo mút. Đặc biệt, trải nghiệm trở về tuổi thơ này còn đính kèm với các món tráng miệng chất lượng cao được phát hoặc bán trong bảo tàng. Nơi đây trở thành một trong những bảo tàng đắt khách nhất ở châu Á. Các bảo tàng hấp dẫn được nhắc đến trên đây chỉ là 5 trong số những bảo tàng về ẩm thực trên khắp thế giới. Vẫn còn rất nhiều món ăn, nên ẩm thực đang chờ đợi bạn khám phá ở phía trước. Vậy bạn đã từng ghé thăm hoặc biết đến bảo tàng ẩm thực nào chưa? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với tôi ngay dưới phần bình luận nha. Đồng thời nhớ lấn like và follow cho ekip tụi mình và đón chờ những video tiếp theo trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.